ព័ត៌មានពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ដដាលគឺតកតងតនឹងស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាកសិករក្រោយទឹកជំនន់បានស្រកទៅវិញប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលរងការខូចខាតស្រែចម្ការបាននឹងកំពុងតែរីករាយនៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលស្ដារឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅស្រូវពូជពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃ ទី25ខែធ្នូម្សិលមិញនេះអាយដាមខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹកនាំមន្ត្រីមន្ទីរអង្គភាពក្នុងខេត្តចុះពិនិត្យមើលការធ្វើស្រែស្ដារឡើងវិញក្រោយរងការខូចខាតដោយសារតែទឹកជំនន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតាំងចំនួន3នៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីទទួលបាននៅពូជស្រូវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនេះ នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចោះជួបសំណាក់សំណាសួរសុខទុក្ខនិងពិនិត្យលើការងារបង្កបង្កើនផលស្ដារឡើងវិញរបស់ប្រជាកសិករក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹងថាការចោះជួបបងប្អូនដល់វាវែងក្នុងពេលនេះគឺទី1គឺដើម្បីពិនិត្យពីគុណភាពការលូតលាស់ស្រូវពូជទី2គឺពិនិត្យតម្រូវការទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែបើកន្លែងណាខ្វះខាតទឹករដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ទីរជំនាញនឹងធ្វើការអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយ
đồng bọn dân đi chứng khôi khát sau phút cho vô mà cháy nít ca sát lăng vinh nít cứ sau phút cho bóp vào mốc rây rồi thả bị bà nhập chọn đăng thả phút để bàn vô máu nít sát lăng vinh nít ta miên quân được hiệp cầm đất ná dương ai cho tôi vô bàn thế mà đọc lọ ta đọc lọ nó mà tam nhóm bình nít sát thang được hiệp nít khơi đọc lọ tao cả lãnh ná cái đó cứ cướp cả lãnh cứ khơi lọ chẳng ọ chứng sau phút nít cứ miên nây tha cổ xuống cải sạc cám bật riêng bằng phót chứng ca sát lăng vinh nít cứ khi nhóm máu bình nít nít đâm bay thật ta sau phút vì ai tầm na ca quân được hiệp ai phẩm mô phó bàn áp bê khẩm mộc nâng chùm nó chì mùi tí tí cứ bẹp phân nâng tất ta vì bà chôm nế nó bê khẩm mộc nè để dương cầm bông on ra cùng bà chôm nế tật bà dương thơ tơ ớt tất cứ miên tăng hà chân tầm na ca tì mùi ní cứ dương on ra cùng tất chùn bà on ra cùng tất chùn đầm bây ơi sau bà dương ní bán phẩm mô phó chê tê lâu xung nôm bò ấy chui bàn tầng ơ ní chì côn dô bài rô bò phẩm mộc rê rô tha bì bá cứ sầm đánh kẹ mha sà nạp ở đây để chiều hồn sáng cứ chìa côn dô bái và chìa chôn chìa mà chá buộc nhóm đường ọc nha nhà thô cực nạp sá chìa nẹ bầm ra khăn nông nụ đáy bà chìa kà sạc con nữ khăn nông cọng bố sát có bàn sầm đánh bì ả rõm rị rí đã từ tụ bàn kà dốc chết tục đạp bì rị rõ tha bì bá Campuchia đã miên sầm đánh để chiều hồn sáng nữ dụ ở bàn trái Campuchia nâng miên ả rõm cọc đá ử bê đá ai cái đám ả phì bà khát cho một chút đá là viên sái cho bùa nâng bụi còn dạ nội chân này. Thôi nó ổn đó là ổ hay bàn đi tiền lâu rồi, bàn phò là ổ tiền ổ con dùm đại để bàn chạy tui ấy khi nhóm bàn to bùi tổ mục tiền hay bàn bùi là ổ ổ bàn quân sốc của phiếp là ổ ổ bàn dương dư sốc bàn được ổ khá đi. Là ổ đốt xa tiền tất cực đấy ra ba chất khăn để bàn ẹ bàm màu cho đá sài xoal chân thông thay mà con đá đạch để bàn phát đá sâu bụi đá khá nhóm luôn vào rồi cả lô ní ổ con chân ra bụi khá nhóm bụng khá khát đâu là ổ tất cực đoàn lô ai đâm cho bài khai cho mô chui lâu khá nó đá bì lâu bì xài hay chui xà la riêng cha khiêm sợ bài chết đi đi na ban luôn ẻ đầm nưng quạt một chuôi mưa cà khô trâu giăng quạt mò hay sợ bài tử li tiệt thà trong ban sấm oi men nức man khơi quạt mò giăng o ri ri nung chết sna với ban thằng o đôi bầm nòng khiêm miên à râm ri ri nung chết sợ bài đôi thà ban mò khơi giăng đôi mai âu mò bị phá bà kết trăm trong khai vô trang trang năm Pipon mà phải bí ca nghi bằng cầu bằng cán Paul Sreu nâng cán sát đa lăng vĩnh bằng tòa bí từ tụ bán cổ bút Sreu bí xâm đại địa chủ hôn sáng. Bà chế cán sẽ có khăn khát bố sát chùm nguồn Pram Poan bày rồi xàm sắp rằm mùi cổ xá xàm nâng mùi rồi phía rối bán vô cán sát đa lăng vĩnh lơ bà tay đầy chùm nguồn Pram mùi Poan bà mùi rồi học sắp rằm bí hạch ta 8 sắp rằm bí nị bà tam cả đấng pi lục hai thu rá, bà thiên môn ti cả sẽ cám rục hà, bà mánh nâng đề sát khát bố sẵn.